Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 1 tháng 8 năm 2022. Quý vị đang đến với phần tin Headlines News, các dòng tin chính của buổi sáng ngày hôm nay, và sau đây là các bản tin chi tiết. Thưa quý vị, nhân ngày Hải quân, Tổng thống Nga đã tuyên bố Hoa Kỳ là mối đe dọa của Hải quân Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật đã ký một học thuyết Hải quân mới, coi Hoa Kỳ là đối thủ chính của Nga. Phát biểu nhân ngày Hải quân của Nga tại cố đô St. Petersburg do Sa Hoàng Peter Đại Đế thành lập, ông Putin đã ca ngợi Peter vì đã đưa Nga trở thành cường quốc biển và nâng cao vị thế toàn cầu của nhà nước Nga. Ông đặt tham vọng hàng hải toàn cầu của Nga đối với các khu vực quan trọng như Bắc Cực, Biển Đen và Nga sẽ trở thành một cường quốc hàng hải lớn trên toàn thế giới. Chuyến tàu thủy đầu tiên chở nông sản Ukraine sẽ rời các cảng của Ukraine vào ngày hôm nay, thứ Hai 1 tháng 8. Thổ Nhĩ Kỳ loan báo chuyến tàu thủy đầu tiên rời các cảng của Ukraine vào ngày thứ Hai 1 tháng 8 để chở nông sản Ukraine có thể được rời bến. Nga và Ukraine là những nhà cung cấp lúa mì lớn trên toàn cầu, và thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian mà họ đã ký tại Istanbul vào tuần trước nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực và giảm giá ngũ cốc toàn cầu đã tăng kể từ cuộc xâm lược của Nga. Tổng thống Ukraine hôm Chủ nhật cho hay sản lượng thu hoạch của nước này có thể chỉ bằng một nửa so với thông thường trong năm nay do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Mykolaiv ở Ukraine bị pháo kích dữ dội khi Putin đe dọa phản ứng với tốc độ cực nhanh đối với sự can thiệp. Thưa quý vị, thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine đã hứng chịu các cuộc pháo kích dữ dội vào hôm sáng sớm Chủ nhật khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng ngày hải quân của quốc gia của ông để đưa ra nhiều lời đe dọa quân sự hơn đối với bất kỳ ai phá hoại chủ quyền và tự do của Nga. Thị trưởng Mykolaiv Oleksandr Sakevich cho biết bom đạn đã thổi bay cửa sổ và phá hủy ban công. Mykolaiv đã bị pháo kích hàng loạt vào ngày hôm nay. Có lẽ đây là trận pháo kích mạnh nhất kể từ khi khởi đầu cuộc chiến đến nay. Tại khu vực Mykolaiv, ít nhất một người thiệt mạng và hai người bị thương trong vụ tấn công. Tổng thống Ukraine Zelensky đã thông báo di tản bắt buộc khỏi vùng Donetsk do áp lực của Nga quá mạnh và mùa đông bắt đầu tại nơi đây và không có khí đốt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào hôm thứ Bảy 30 tháng 7, chính phủ của ông đang ra lệnh sơ tán bắt buộc người dân ở khu vực phía đông Donetsk, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt với Nga. Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào đêm khuya, Zelensky cũng cho biết hàng trăm nghìn người vẫn đang ở trong các vùng chiến sự ở vùng Donbass lớn hơn, bao gồm Donetsk cũng như vùng Luhansk lân cận, cần phải rời đi và những cư dân rời đi sẽ được bồi thường. Bộ chỉ huy hạm đội hắc hải của Nga bị một phi cơ drone nhỏ mang bom tấn công, 5 người bị thương. Thưa quý vị, tin cho biết là Ukraine vào hôm Chủ nhật 31 tháng 7 đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay drone trước các lễ kỷ niệm ngày hải quân đã lên kế hoạch, khiến 5 người bị thương và buộc phải hủy bỏ các hoạt động lễ hội. Cáo buộc này được đưa ra vài giờ trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến giám sát lễ kỷ niệm ngày hải quân ở St. Petersburg và phê chuẩn học thuyết hải quân của Nga khi Moscow gây sức ép với việc can thiệp quân sự vào Ukraine. Trên 100 người của phe giáo sĩ Sadri chiếm trụ sở quốc hội Iraq và đòi thay đổi thủ tướng. Thưa quý vị, hơn 100 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ ở Baghdad vào hôm thứ Bảy, sau khi những người biểu tình tập hợp phản đối việc đề cử thủ tướng mới đã tìm cách xâm phạm Green Zone kiên cố của thủ đô Iraq lần thứ hai trong tuần này. Đám đông người biểu tình giận dữ trung thành với giáo sĩ quyền lực Murtada al-Sadri đã đột nhập vào khu vực an ninh nơi đặt các tòa nhà chính phủ, bất chấp lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán họ. Theo hãng tin nhà nước Iraq INA, những người biểu tình sau đó đã xông vào quốc hội. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những người vẫy cờ Iraq đi qua an ninh qua cửa quốc hội. Theo Bộ Y tế nước này, ít nhất đã có 125 người bị thương, trong đó có 100 dân thường và 25 quân nhân. Đức Quốc tranh luận nên hay không nên đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng, theo kế hoạch vào cuối năm nay. Thưa quý vị, mối lo ngại gia tăng về tác động của việc cắt khí đốt tiềm tàng của Nga đang thúc đẩy một cuộc tranh luận ở Đức về việc liệu nước này có nên ngừng hoạt động 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng theo kế hoạch vào cuối năm nay hay không. Cánh cửa dẫn đến một số loại hình gia hạn dường như đã mở ra một khe nứt sau khi Bộ Kinh tế vào giữa tháng 7 công bố một bài kiểm tra căng thẳng mới về an ninh của nguồn cung cấp điện.
Gần đây, Nga đã chiếm khoảng 1/3 nguồn cung cấp khí đốt của Đức và có nhiều lo ngại rằng nước này có thể tắt vòi hoàn toàn. Những lời kêu gọi tương tự cũng đến từ đảng nhỏ nhất trong chính phủ liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz, Đảng Dân Chủ Tự Do, ủng hộ các doanh nghiệp. Quý vị vừa theo dõi phần tin Headlines News, các dòng tin chính của buổi sáng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái kính chào.